Phương án thứ hai của đòi hình cầu này là xe 4 tiến 5. Đỏ tiến xe nhằm uy hiếp mã 7 của đen. Đến đây cờ đen hai khả năng đi quân. Một là pháo 2 bình 5 và hai là tốt 3 tiến 1. Khả năng đi quân của đen pháo 2 bình 5. Đen ăn mã nhằm xuất nhanh xe cánh phải, nước cờ tranh tiên. Đỏ chạy pháo. Đỏ thể nghiên cứu đi xe 9 tiến 2, giữ pháo. Như đỏ pháo 8 bình 6. Đỏ tiến tốt đầu, nước cờ chính xác. Đổi lại, như đỏ đi xe 4 bình 3. Cờ đen phản tiên. Như đỏ tốt 5 tiến 1. Ở đây, đỏ thể nghiên cứu đi xe 9 bình 7, tranh thủ xuất xe để tham chiến. Hình thế hai bên đối công. Mời các bạn xem lại cái đi quân này.
hai bên đối công. Khả năng tốt 2 của đen hình cỏ này là tốt 3 tiến 1. Đen đi tốt thông mã nhằm duy trì biến hóa. Đỏ ăn tốt qua sông. Đổi lại, như đỏ đi xe 3 lùi 1. Cờ đen ưu thế. Như đỏ tốt 7 tiến 1. Đỏ bình xe. Đổi lại, như đỏ đi xe 3 lùi 2. Cờ đen phản tiên. Như đỏ xe 3 bình 4. Đến đây, cờ đeo hai khả năng đi quân. Một là mã 6 tiến 8. Và hai là xe 8 bình 6. Khả năng có đen mã 6 tiến 8. Đỏ nhảy mãi đầu tượng. Đổi lại, như đỏ đi pho 8 lùi 1. Nhằm phòng thủ ngoại tào mã. Đen lùi pháo là mưu đi pháo 7 bình 6. Tranh tiên.
Đỏ lùi xe bắt mã. Là cờ đỏ chuẩn bị đổi một lấy hai. Đổi lại. Như đỏ đi pho 8 bình 2. Cờ đen ưu thế. Như đỏ xe 4 lùi 2. Đỏ tiến tốc đầu là nước cờ cầu ổn định. Ở đây đỏ thể nghiên cứu đi pho 8 bình 3. Đen phá sĩ là cờ đen bỏ quân để lấy thế công. Đổi lại, như đen đi tốt 5 tiến 1. Cờ đỏ không khó đi. Như đen pháo 6 tiến 7. Đỏ bay mã. Đổi lại. Như đỏ đi pháo 5 tiến 3. Cờ đen có thế công. Như đỏ mã 4 tiến 3. Cờ đen ưu thế lớn. Như đỏ mã 5 tiến 3. Đỏ ăn pháo. Đổi lại, như đỏ đi mã 3 tiến 4 ăn mã. Cờ đen có thế công. Như đỏ xe 9 bình 3.
Thế cờ bình ổn. Mà các bạn xem lại cái đi quân này. Thế cờ bình ổn. Khả năng có thai có đen hình cờ này là xét 8 bình 6. Đỏ bình xét sang lộ 6. Đỏ thể nghiên cứu đi xe 4 tiến 2. Cục thế là giản hóa, nước cờ hay hơn. Như đỏ sẽ 4 bình 6. Đen bỏ mã phá tượng là cờ đen bỏ trước lấy lại sau, nước cờ hay, cờ đen mở rộng ưu thế.
Đỏ tiến xe. Đổi lại, như đỏ đi xe 6 lùi 2. Cờ đen ưu thế lớn. Như đỏ xe 6 tiến 1. Cờ đỏ một bắt quân, một dọa hết. Cờ đỏ cần phải biến. Cờ đen ưu thế. Mời các bạn xem lại cách đi quân này.
Cờ đen ưu thế. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận trung pháo đối phản cung mã.